Hà Nội, người đàn ông nghi say rượu dùng sàm sỡ và hành hung phụ nữ tại tầng hầm chung cư. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Sáng nay ngày 4 tháng 9, Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ thông tin một phụ nữ được cho là bị một gã đàn ông trung tuổi sàm sỡ hành hung tại tầng hầm chung cư Mipec, Long Biên. Trước đó vào tối ngày 3 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook xôn xao một đoạn clip với nội dung kẻ biến thái sàm sỡ hành hung một người phụ nữ trong góc tối tại tầng hầm của để xe chung cư thu hút sự quan tâm của dư luận. Nội dung clip cho thấy một người đàn ông trung tuổi mặc quần ngắn, áo phông xanh kẻ sọc có hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm của cô gái trẻ trong góc tối của hầm để xe. Sau đó, người này thản nhiên đi chậm đến khu vực thang máy. Đáng nói, cô gái cùng một số cư dân trong tòa nhà kêu bảo vệ đến nói chuyện thì người này tỏ thái độ hung hăng. Qua tìm hiểu được biết, nơi xảy ra sự việc là khu tầng hầm B2 của tòa chung cư Mipec, Long Biên, Hà Nội. Tối cùng ngày, ngày 3 tháng 9, trao đổi với phóng viên, một đại diện ban quản trị tòa nhà Mipec, Long Biên xác nhận vụ việc xảy ra vào tối ngày 2 tháng 9, khi chị LHM, 28 tuổi, đến chung cư này thăm bố mẹ. Trong khi đang đứng chờ ở tầm gửi xe máy B2, chị bột gã đàn ông tiến đến và có hành vi sàm sỡ. Toàn bộ sự việc được camera giám sát của hầm nhà ghi lại. Đại diện ban quản trị tòa nhà Mipec, Long Biên khẳng định hành động sàm sỡ và tát cô gái này cùng người đi can ngăn đã bị giữ lại của người đàn ông đã được camera tòa nhà ghi lại. Tất cả hình ảnh sẽ được cung cấp cho công an. Theo lời cô gái, người này nồng nặc mùi rượu tiến đến sờ vào vùng nhạy cảm của cô. Sau đó, đối tượng này còn chửi bới, lăng mạ mọi người, đấm cô gái. Tiếp đến là đấm hai phát vào mặt một người đàn ông 57 tuổi chạy đến can ngăn, khiến người này chảy máu. Ban quản trị tòa nhà đã làm việc với cô gái gặp nạn, làm đơn tường trình gửi công an. Về phía cô gái cũng đã làm đơn yêu cầu công an làm rõ. Chúng tôi mong được làm rõ sự việc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để cư dân an tâm sinh sống, vị đại diện chia sẻ. Cơ quan công an điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đông bình thản kể lại quá trình y gây án từ lúc bắt đầu cho tới lúc sát hại cả gia đình ông Nguyễn Văn Hải, em ruột của ông Đông. Liên quan tới vụ truy sát một gia đình ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội khiến 4 trên 5 nạn nhân tử vong, một hiện đang cấp cứu trong quá trình nguy kịch. Chiều ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra